Sao con? Sao mắc dữ vậy? Biết nhưng mà mắc. Là sao? Bây giờ sao? Ai mua nè? Dì Trinh mua. Thích quá à. Thích không? Quá thích luôn. Quá thích luôn. Không biết hình cái này hình gì nữa. Hai bể vậy. Rồi sao? Cảm thấy sao? Cảm thấy vui vẻ. Vui không? Vui. Để con tiếp. Hôm nay kéo nó rồi. Này Trinh có kéo rồi nè. Rồi cái để quên cái kéo dưới rồi. Rồi từ khô gì? Cái này bà thú vô là gấp thú. Mình khỏi ra ngồi chơi tốn tiền mất cái ông gấp thú. Đúng không? Nhưng mà cái này ở mai mua binh, mua binh bà vô này. Nhưng mà chị Trinh ơi. Ừ. Cái này thì có đồng xu mà có sẵn đồng xu rồi. Ừ. Nhưng mà giờ mở ra cũng chưa có binh đâu mà con chơi, mai có binh là chơi. Đợi xíu con mở ra nha kìa. Con mở ra. Ngày mai có thể bỏ kẹo vô mấy cái hộp này. Khỏi cần đi ra ngoài chi ra tốn tiền. Ở đây, ở nhà cũng có gấp thú. Cái này dây sạc sao? Này. Sạc sao? Này. Hoài. Chị Trinh cái này sạc sao? Đây có dây sạc này. Ừ. Cắm vô, mai cắm vô sạc kìa. Chị cái này này đút vô trong này nè, cái lỗ sạc đó. Còn một cái này mở máy lên. À. Lâu có. Đẹp quá à. Nè này điều khiển nè. Này lên xuống quay quay lại. Lên xuống. Ủa. Cái này là sao? Cái này là sao? Gạt lên thử mai mình mua pin không mình vô mình thử nha. Rồi, bây giờ là mình đi ngủ. Đắp cái nắp lại. Bây giờ có thể đóng cái nắp lại. Mình mới chơi được. Mình bỏ vô con thú vô sẵn đi. Con thú vô sẵn đi. Hả? Mình bỏ vô con thú vô sẵn đi hồi hộp. Hồi hộp. Bây giờ mình bỏ vô con thú vô sẵn đi. Thì nó ra. Sao?
Hãy đợi tôi mở ra, mở đi. Mình coi gãy gãy. Gãy á. Từ từ. Rồi sao đây? Gãy cái gì?